Như vậy thì muốn đạt được kim thân không phải là chuyện đơn giản. Mà hôm nay muốn đạt được kim thân thì hành giả phải có tam thân. Mà muốn được có tam thân thì hành giả phải có tứ trí. Mà muốn có được tứ trí thì hành giả bắt đầu biến bát thức trở thành tứ trí, mới có được tam thân, mới có được kim thân. Vì vậy nên đồng đạo biết rõ rằng cái sắc diện của con người, cái quay nghi, cái lời nói, cái tư thế con người chúng ta là hoàn toàn do công đức tạo thành đồng đạo. Quý vị muốn đẹp, quý vị ráng mà tu. Bởi vì chúng ta tu hành có công đức thì sau này cái công đức đó nó sẽ tạo thành cho chúng ta có một cái sắc diện, có một cái ngôn phong, có một cái lời nói thơm tho, nói nghe rất là dễ nghe, lời nói ngọt dịu. Cho nên thường thường mà những vị mà mình nói về luật nhân quả, mà nếu chúng ta sanh ra mà xấu hơn người khác, không bằng người khác là do mình không có công đức, kiếp trước không có tu. Vì vậy nên cái người mà công đức ít thì người đó đẹp ít, mà cái người công đức nhiều thì người đó đẹp nhiều, thành hoa hậu, thành người mẫu, thành những vĩ nhân. Mà cái người đó công đức vô lượng thì người đó được thành Phật, được 32 tướng hảo, được 80 vẻ đẹp. Cho nên nhìn trong hội trường này, mà nếu người nào đẹp đó, người đó ráng mà tu, kiếp trước tu rồi đó, mà còn hướng cái gì đây nè, chắc cũng còn mê cái gì nè, mê giống như chị Kiều nói hồi nãy nè. Cho nên ở đây trở lại đây, giờ này mà ráng tu nữa là chỉ một kiếp nha, thôi là chúng ta đắc đạo đồng đạo. Còn đồng đạo hơi xấu một chút đó, thôi đừng có thẩm mỹ viện chi, thấy không? Mà giờ này chúng ta muốn làm đẹp cho mình thì chúng ta cần làm đẹp tâm hồn. Khi mà chúng ta làm đẹp tâm hồn chúng ta đẹp trước đi, thì tự nhiên cái tướng bên ngoài đó do tâm nó sanh. Bởi vì tướng tự tâm sanh đồng đạo, thì đương nhiên bên ngoài chúng ta rất là đẹp thôi. Mà nếu bên ngoài kiếp này không đẹp thì kiếp sau chúng ta cũng đẹp thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo. Chúc công thần nhà dựng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu nơi coi tạm sông sầu bể khổ làng ngựa xe cám dỗ tao nhân gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sao nẻo không lần bước ra dài tính ngộ ấy hà quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt ngũ hương với gươm trí huệ ma dương hài hùng làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn đừng cho chúng tính lăng quăng ngoài thì chấp thu mà ngăn lục trần hoa ngũ quận dứt lần tham mấy
tội sân si cũng phải tạo trừ, đem về gia cung tánh chân như kim thân thị hiền dứt trừ từ sanh. Nam mô A Di Đà. Giờ xin chân thành cảm ơn hai độc giảng viên. Tiếp theo chương trình là phần thuyết giảng đợt 2. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên ở Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Phan Chí Tâm, phụ trách thuyết giảng đề tài tìm hiểu ý nghĩa 4 câu trong bài Cho ông cò Tào Hảo Sài Gòn, quyết thầy sáng tác tại Bạc Liêu ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngụ năm 1942. 4 câu như sau: phá ngũ quẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến diễn đàn để làm nhiệm vụ của mình, và xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa đồng đạo Trần Thị Phương Kiều là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo đến từ xã Tây Yên của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Châu Phú ở đồng để tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 10 niên Quý Mão, và hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023. Chúng tôi cũng như đồng đạo Trần Thị Phương Kiều cũng được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này, để cùng nhau chia sẻ qua lời dạy của Đức Thầy, qua các cái phương châm ngọc ngữ, qua những cái phương pháp tu hành giải thoát. Vậy thì lời nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì ngày hôm nay đầy đủ nhân duyên, thì trong năm nay chúng tôi cũng trở về đây để làm nhiệm vụ của mình, nhân hai cái ngày quan trọng. Một là cái lần trước thuyết giảng ngay cái ngày làm tuần 100 ngày của đồng đạo Lê Văn Sơn, tên thường gọi là Lê Văn Bân, cũng là cố trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của xã Bình Chánh nơi đây. Và hôm nay thì cũng nhân cái ngày làm tuần giáp năm, cho nên thì con hiền cháu thảo cùng với ban trị sự xã Bình Chánh tri ân những người có công lớn với đạo. Bởi vì đồng đạo cố trưởng ban Lê Văn Sơn, tự là Lê Văn Băng, thì hưởng thọ 71 tuổi, thì đồng đạo cũng đã đóng góp rất là nhiều về cái công sức của mình cũng như tài Phật để giúp cho ban trị sự chúng ta được hoạt động đến ngày giờ này. Và riêng bản thân tôi thì tôi và đồng đạo cũng có nhiều cái kỷ niệm ở các cái buổi thuyết giảng, cũng như trước đây thì mình cũng thỉnh thoảng về đây khi mà cái trụ sở này chưa có. Cho nên thì hôm nay cũng nhân cái ngày này, mời tất cả quý đồng đạo trước là chúng ta nghe Phật Pháp giữa đồng đạo Phương Kiều và chúng tôi làm nhiệm vụ, thì sau đó thì đến cái giờ cuối đó thì thực hiện theo lời Thầy đã dạy,
đó là đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo để cầu nguyện cho vong linh được người chết được siêu thăng nơi cõi thọ. Cho nên thì cái chương trình hôm nay có phần hơi trưa, thì cũng mong quý vị thông cảm, bởi vì sau cái phần chúng tôi thuyết giảng thì chúng ta còn có cái phần cầu nguyện thống nhất cho người quá giảng để nhằm để hồi hướng công đức để cho cái vong linh của đồng đạo cố trưởng ban ở đây được siêu sanh nơi cõi thọ, đáp ứng đúng cái nhu cầu của ngày lễ thuyết giảng ngày hôm nay. Thì theo hoạch định thì ban tổ chức cho phép chúng tôi trình bày đến 11:15 và giờ này đã là 10:10 rồi, thì có lẽ là ngày hôm nay chúng tôi cũng cố gắng trình bày cái chuyên đề này chắc có thể là khoảng chừng 11:15 đi. Có thể là chúng ta tôi sẽ kết thúc vào ở một cái giai đoạn giờ là khoảng 11:20. Sau đó thì chúng ta còn có phần cầu nguyện. Thì vừa rồi đồng đạo cũng đã có nghĩ là chúng ta cũng có dùng đôi chút về các món ăn nhẹ và nước. Cho nên thì hôm nay có ngồi trưa một chút thì cũng mong quý vị thông cảm. Và ngày hôm nay thì được sự phân công, thì cũng như đồng đạo sứ ngôn viên cũng đã có giới thiệu, thì chúng tôi và quý vị mình sẽ chia sẻ qua 4 câu giảng mà Đức Thầy dạy, đó là phá ngũ uẩn, rước lần tham ái, cội sân si cũng phải tẩu trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Thì có lẽ là 4 câu giảng này đồng đạo không lạ rồi. Nhất là vừa rồi thì chúng ta đã nghe nhị vị đọc giảng viên cũng đã nhắc lại trọn gói 37 câu trong cái thánh phẩm trong cò Tào Hảo mà Đức Thầy đã viết. Riêng trong cò Tào Hảo, khi Đức Thầy biết được ông cò Tào Hảo nhập tự làm tăng, lúc này Đức Thầy đang ở nhà của ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu, bởi vì ông cò Tào Hảo là thông gia với ông Ký Giỏi, là cha của Trần Quang Hảo, là ông nội của thằng Tân. Cho nên thì chính vì cái thông gia đó, cái sự có một sự nối kết như vậy, do đó thì lúc bấy giờ thì ông Ký Giỏi là tín đồ Đức Thầy rồi, rồi luôn cái ông Trần Quang Hạnh, con của ông Trần Quang Hảo đó, thì cũng là tín đồ Đức Thầy, mà luôn cả là con dâu của ông Hảo, luôn cả cháu nội, thì có thể lúc bấy giờ là tín đồ hết rồi. Cho nên chính vì cái nguyên nhân này, với một cái sự giao kết này, do đó thì Đức Thầy mới sáng tác bài thi này. Thì đặc biệt thì trong cái bài thi này có rất là nhiều câu giảng mang một cái hàm ý tu hành rất là sâu sắc. Cho nên thì hôm nay theo sự phân công thì chúng ta sẽ chia sẻ qua 4 câu giảng này. Và theo tôi nghĩ rằng đây là một cái pháp tu mà tin tưởng rằng tất cả đồng đạo chúng ta cần phải hiểu, để rồi chúng ta thực hiện trong cái cuộc đời hành đạo của mình. Nhất là giờ này mình cũng phải hiểu về khái niệm ngũ uẩn, và đồng thời Đức Thầy dạy chúng ta cách phá ngũ uẩn như thế nào, để rồi chúng ta sẽ đắc đạo tại thế gian này qua những cái thuật ngữ là kim thân thị hiện, qua những cái thuật ngữ là mỗi đồng đạo chúng ta đem về giác tánh chân như. Thì những thuật ngữ này chúng ta cũng phải cần làm cho sáng tỏ, để rồi chúng ta hiểu về Phật lý, kinh nghiệm bản thân, để chúng ta chí quyết tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Và đồng thời cái giá trị của lời dạy Đức Thầy thì chẳng những đồng đạo chúng ta thoát khổ trong hiện tại, mà có một cái công năng đặc biệt để giúp cho chúng ta giải thoát. Ngoài sự giải thoát ra, nếu đủ điều kiện tu hành thì sẽ giúp cho chúng ta hoàn toàn thành Phật tại thế gian này, nếu như chúng ta căn cứ theo lời Đức Thầy dạy ở 4 câu giảng này. Thì đó là những điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ qua cái lần gặp gỡ ngày hôm nay. Như vậy thì câu giảng đầu tiên thì Đức Thầy dạy là phá ngũ uẩn. Trong thánh ngôn Đức Thầy nói về khái niệm phá ngũ uẩn, thì ngoài đoạn này ra thì trong giác mê tâm kệ Đức Thầy cũng dạy rất rõ. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ uẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy diệt cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thì quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta cho nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Cho nên chúng ta rất là may mắn khi Đức Thầy sáng tác sấm thi về cái vấn đề phá ngũ uẩn, thì Đức Thầy dạy 2 chỗ. Một chỗ là cho ông cò Tào Hảo, là dạy cá nhân ông cò Tào Hảo, và cũng đồng thời nhắc nhở tất cả chúng ta. Và chỗ thứ hai là Thầy dạy trong giác mê tâm kệ. Thì đây là những điều then chốt
mà chúng ta cần phải thực hiện như lời thầy dạy. Như vậy thì phá, tức là đập cho nó tan vỡ, nó không còn y như một cái nguyện trạng, cái hiện trạng trong hiện tại. Đó gọi là phá. Có nghĩa là khi đó thầy dùng chữ phá là chúng ta phải đập cho nó vỡ ra, đừng có cho nó kết hợp lại, cho nó mất đi, cho nó tiêu hoại đi, vân vân. Thì đó là những cái từ ngữ, những cái lý giải về cái khái niệm từ phá. Thì ở đây đó thầy giải phá ngũ uẩn. Thì ngũ uẩn là gì? Thì ngũ uẩn là một thuật ngữ Phật giáo. Nhất là khi đồng đạo chúng ta xem lại về Đại Thừa, nhất là về Kinh Kim Cang cũng như Bát Nhã Tâm Kinh, mà Đức Phật ngày xưa ròng rã 22 năm là nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Thì chúng ta hiểu rất là nhiều về cái khái niệm ngũ uẩn. Mà có dịp đọc lại kinh sách đó, thì đồng đạo sẽ nắm vững cái triết lý này. Như vậy thì ngũ uẩn nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì đây là năm cái món, ngũ là năm, uẩn là tập nhóm. Năm cái món này nó tập nhóm lại, nó thành sát thân chúng ta. Cho nên cái sát thân giả tạm của tôi vải vị thì nó gồm hai cái tổ hợp. Một tổ hợp do đất nước gió lửa, gọi là tứ đại hiệp thành. Và một cái tổ hợp thứ hai là do ngũ uẩn, tức là năm cái tổ hợp này nó thành cái thân chúng ta. Cho nên một con người mà khi hiểu về cái thân chúng ta do hai tổ hợp này nó kết thành, thì đặc biệt cái tổ hợp trước đó, thì nói về đất nước gió lửa, thì tổ hợp này thiên về vật chất. Còn đặc biệt tổ hợp thứ hai là về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì nó phi thiên về vật chất và tinh thần, nó quan trọng hơn. Vì vậy cho nên trong đời tu của mình mà mình hiểu được điều này thì chúng ta mới tìm được con đường giải thoát. Mà trong kinh Đức Phật đã dạy rất rõ, tứ đại nguyên vô chủ, ngũ uẩn bổn giai không. Cho nên tứ đại vốn dĩ nó không có chủ, đất nước gió lửa không có chủ đồng đạo. Nó muốn đến là đến, muốn đi là đi, đó là do cái duyên tan hợp. Rồi luôn cả sắc, thọ, tưởng, hình, thức, gọi là ngũ uẩn, thì cái gốc là không, không có. Cho nên chúng ta chấp có, chấp sự, chấp trong phiền não, cho nên mình mới kết thành cái thân ngũ uẩn này, để rồi chúng ta khổ thôi đồng đạo. Vì vậy cho nên ngũ uẩn Đức Thầy dạy cũng như Đức Phật dạy thì không khác. Còn trường hợp mà chúng ta hiểu về tham sân si nhân ngã, thì đây là cái khái niệm để phá ngũ uẩn. Cái nhân ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn tham sân si là cái phương pháp để chúng ta phá sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chứ không phải mà ngũ uẩn của thầy là tham sân si nhân ngã. Đây là chúng tôi nói về cái phương diện từ ngữ. Vì vậy cho nên thân chúng ta là thân ngũ uẩn, trong đó nó sẽ gồm hai thứ, một là vật chất, hai là tinh thần. Hai cái này mới thành là con người chúng ta. Cho nên vật chất là sắc. Sắc là những cái chúng ta thấy được, rờ mó được, cảm giác được, nhìn thấy được, thì đó là sắc. Như vậy cái thân to tướng của chúng ta, cái thân đẹp đẽ, cái thân tanh hôi mũi ruồi đón rước đó, thì cái thân của chúng ta đây gọi là sắc. Rồi luôn cả quạng pháp bên ngoài, thì những gì mà mắt thường chúng ta nhìn thấy được qua cái tục nhãn của mình, thì những cái đó đều gọi là sắc. Cho nên hôm nay cái thân này không phải đang không mà nó có. Sở dĩ nó có là nó do bốn cái uẩn còn lại, đó là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thọ là gì? Thọ đây gọi là cảm thọ. Khi cái sắc, cái tay chúng ta khi mình cầm nắm một vật gì đó, thì chúng ta sẽ có cảm giác. Giống tôi cầm cái bình này nè, thì tôi sẽ có một cái cảm giác cái bình này nó là nó trơn hay nó nhám. Thì cái sự cảm giác đó là gọi là cảm thọ. Hoặc giả là chúng ta nghe một người nào đó nói một câu nói nào đó, thì có thể câu nói rất là khó nghe, câu nói rất là dễ thương, thì đó là một cảm thọ. Hoặc giả là mắt chúng ta nhìn một người nào đó, thì có thể chúng ta nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là khó chịu, rất là bức đức, thì hoàn toàn đó là cảm thọ. Cho nên cảm thọ là một cái loại tư tưởng mà khi chúng ta tiếp xúc với cảnh, thì lúc bây giờ trong nội tâm của mình nó sẽ phát sinh một nguồn tư tưởng. Lúc bình thường mình chưa gặp cảnh thì chưa có thọ. Lúc mình chưa ăn, mình chưa biết ngon hay dở. Nhưng mà khi mình đưa miếng thức ăn vào miệng mình, cái lưỡi mình nếm thức ăn đó, là lúc bây giờ đó là thọ. Thì mình sẽ có một cái sự phân biệt ngay: món này ngon quá, món này tệ quá, món này mặn quá, món này lạc đó, thì đó là cảm thọ. Chứ nếu như mà tôi và vị ăn coi không ăn đó thì chắc không có thọ đâu đó. Rồi từ cái thọ đó nó mới là tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là ghi nhớ. Quý vị hình dung tưởng ở đây nó giống như là cái camera tâm.
cũng giống như 4-5 cái điện thoại di động là tưởng đó. Nó ghi lại, nó ghi lại cái hình ảnh mà chúng ta quá thương, cái lời nói mà chúng ta quá mến, cái món ăn mà chúng ta quá phải nói rõ là mình thấy quá vui, hoặc giả nó ghi lại những hình ảnh mà chúng ta không đẹp, chúng ta ghét, chúng ta không ưa, những cái chúng ta không muốn. Thì dầu tốt hay xấu gì đó, như là Đức Thầy dạy là dầu xấu tốt cũng là dùng trước đó. Cho nên cái trạng thái mà tưởng đó là cái trạng thái đang ghi lại, ghi lại trong nội tâm chúng ta, ghi lại trong cái tầm cái hàm tàng thức chúng ta. Thì từ cái trạng thái ghi lại này nó đi qua cái trạng thái là hành. Hành ở đây không phải hành động, bởi chúng ta đang bàn là bàn về tâm, cho nên hành là trạng thái lặp đi lặp lại của cái camera tâm. Nó ghi lại mà nếu nó không phát ra thì không có gì, mà nó ghi lại rồi cái về nhà nó phát ra, chiều chiều cái nhớ lại cảnh bữa nay đẹp quá, chiều chiều có nhớ lại câu nói của cô đó dễ thương quá, chiều chiều nhớ hình ảnh người đó thấy dễ thương quá, nó phát. Và nó phát một lần đâu, nó phát đi phát lại hoài đó, ngày nào nó cũng phát. Rồi cũng có những trường hợp là giờ nào nó cũng phát. Cho nên ở trong cái tâm của tôi và vị nó có một cái trạm phát lại. Cái trạm phát lại này nó thật sự nó làm mình đau khổ lắm. Tôi nói nôm na bây giờ mình đang ham một chiếc xe, trong khi là mình đang có một chiếc Vave đi, gọi là chiếc Well á, mày này gặp ta chạy chiếc hát đẹp quá. Cho nên lúc bây giờ một khi nào đó mình nhìn, mình cảm nhận, cái mình ghi hình ảnh chiếc hát đó vào trong cái nội tâm của mình, thì lúc bây giờ trong tâm của mình lúc nào nó cũng nhắc cái hình ảnh đó. Cho nên trong tâm chúng ta sở dĩ mình khổ là do cái trạm phát lại. Cho nên cái trường hợp này gọi là hành. Hành đây là nó phát đi phát lại không ngừng. Tôi nói một cách nôm na, nhiều khi đồng đạo chúng ta làm mệt mình nghĩ đúng không? Nhưng mà chúng ta nghĩ là nghĩ ở tướng, chứ thật sự nội tâm mình không nghĩ đồng đạo ơi. Nội tâm mình nó nghĩ tiên lương tục luôn. Phải nói gọn nội tâm chúng ta là tưởng nhớ, phải nói rõ là tương tục đó. Nhiều khi những việc không đáng nhớ chúng ta cũng nhớ, những cái việc mà năm nẫm năm xưa mình cũng nhớ, những cái việc qua rồi mình cũng nhớ, những cái việc thông không thiết thực, những cái việc phải nói gọn là chúng ta không có thể là có được, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ thôi. Cho nên cái trạng thái hành này là Đức Thầy dạy rất rõ trong phần chánh niệm đồng đạo. Còn cũng tưởng, có cũng tưởng, mất cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng đó. Thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó, rồi danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ, thì đó là hành đó. Cái chữ hành này nó khác với hành trong thập nhị nhân duyên. Vô minh sanh hành, hành sanh là danh sắc đó, thì cái đó nó khác. Còn cái chữ hành trong ngũ uẩn tức là cái hành trạng của tâm nó không ngừng đồng đạo. Cho nên đồng đạo chúng ta thấy không, cũng chính vì cái nội tâm chúng ta nó cứ phát đi phát lại những cái chúng ta tưởng nhớ, cho nên lúc bây giờ chúng ta khổ. Nếu nó phát lại mà phát cái điều tích cực đó, phát những cái điều gọi là quy phạm đạo đức đó, phát những cái điều mà về pháp môn tu hành đó, thì tốt biết chừng nào. Đằng này nó phát nghịch nghịch không đồng đạo, mình đang tu mà nó phát cái điều ngược ngược không à, phát điều tà phải. Cho nên Đức Thầy mới dạy là định thần dẹp hết tà tâm, quần lai bổn tánh thần không quỷ nhường là chỗ này đồng đạo. Thì từ ở cái trạng thái hành đó nó mới sinh ra một cái ý thức, tức là cái uẩn sau cùng. Cho nên khi mà có ý thức rồi đó, thì lúc giờ chúng ta sống bằng ý thức. Vì vậy nên xã hội con người chúng ta thường dùng anh sau không ý thức gì trơn. Ý thức là cái biết đó. Cho nên cái biết này nó cho đủ, nó là một thói quen. Tôi nói ví dụ bây giờ mình có một cái thói quen là mỗi buổi sáng như vậy phải đến quán cà phê. Mình có thói quen mỗi buổi chiều phải uống rượu. Mình có thói quen là phải còn hút thuốc. Mình có thói quen là nói chuyện người ta nhiều quá. Mình có thói quen là gặp cái gì cái chúng ta mắc nói à. Thì những cái đó là hoàn toàn do sắc thọ tưởng hành nó làm chủ. Cho nên lúc bây giờ nó sẽ cấu thành cho chúng ta một cái ý thức. Cho nên trong đời sống con người mà một người học cao hiểu rộng đó, tại sao ta ý thức ta rất là tích cực? Bởi hàng ngày ta tiếp với chữ nghĩa không à, ta tiếp với kinh sách không à, đâu có tiếp với những cái phồn hoa đô hội. Cho nên lúc bây giờ ta ý thức rất là tốt. Tôi nói nôm na 12 năm học tập, 4 hoặc 7 năm đại học thôi, thì đồng đạo thấy những đứa em con của mình lâu tiếp xúc với ngoài đúng không? Nó toàn bộ tiếp xúc với kinh sách, với thầy cô không à, với những cái bậc là phải nói rõ là những cái bậc là rất là chuẩn. Cho nên chính vì tiếp xúc điều đó cho nên lúc giờ ý thức rất là tốt. Rồi ngược lại, khi mà chúng ta đưa một đứa người mà nó tập tụ với những cái bọn mà phải nói gọn là mình nói xã hội đen chẳng hạn đi, hoặc là những đứa trẻ mà nó ghiền nhiễm về chơi game, hoặc giả là nó ghiền cờ bạc,
thì lâu ngày như vậy đó, cái hành trạng, cái hành đó nãy đó mình bàn, nó nhắc đi lại hoài, cái nó biến thành ý thức. Cho nên nó nhìn thấy bà nội bà ngoại nó mà nó tưởng đâu là kẻ thù trong game, nó sẵn sàng nó giết. Bởi ý thức của nó lúc bây giờ nó bị nhiễm đồng đặc. Cho nên ý thức ở đây muốn nói là những cái tập nhiễm đó trong cuộc sống con người chúng ta, chỉ cần đồng đạo chúng ta mà dứt được, ngừng được, thay đổi ý thức là coi như chúng ta đã thay đổi được một phần lớn trong sự sống. Vì vậy cho nên hôm nay đời tu của mình, đây là những cái căn bản nhất, không phải đang không mà chúng ta phạm với luật đâu, không phải đang không mà chúng ta làm cái điều sái quấy đâu. Bởi vì ý thức chúng ta trước đó là mình đã muốn làm điều sái quấy rồi, phải không đồng đạo? Giống như thầy dạy là thấy của người thèm khô nước miếng, bởi vì chúng ta thèm trước rồi, sau đó mới tính làm sao để chúng ta có được cái đó. Ý thức đi đầu đồng đạo à. Cho nên hôm nay ý thức nó là một chủ đạo. Vì vậy cho nên chỉ cần mình chuyển hóa được, mình thay đổi ý thức thì coi như là chúng ta sẽ không còn bị đọa lạc. Thì đó là chúng tôi muốn khái niệm về sắc thọ tưởng hành thức, để mỗi đồng đạo chúng ta có một cái điều căn bản khi hôm nay chúng ta học Phật. Như vậy thì khi hiểu ngũ uẩn rồi, thì ở đây Đức Thầy mới dạy chúng ta là phá ngũ uẩn. Muốn phá ngũ uẩn thì thầy dạy là phải rứt lần tham ái. Chỗ này thì thầy dạy chúng ta là rứt lần tham ái. Còn trong phiến thiện thì thầy dạy rất rõ, tức là phải phá tan ngũ uẩn trong mình, chữ tham trong ý muốn mặc tình ráng định tánh, trừ cho nó tuyệt. Như vậy thì qua cái chỗ Đức Thầy, một chỗ là rứt lần, một chỗ là trong ý muốn mặc tình, thì qua hai chỗ này chúng ta có thể khẳng định ngay là cái tư tưởng tham của mình đó. Thì xin thưa đồng đạo, lúc nào nó cũng có, đâu phải nó mới có lúc cha mẹ mình sinh đâu đồng đạo, mà cái tư tưởng ham muốn của mình nó có từ vô thủy. Mình nói nôm na nó theo cái thần thức của mình, nó đi từ quá khứ đến giờ, từ cái ngày mà khai thiên tạo, là tức là từ cái ngày mà lập thiên khai quốc tới bây giờ, là hầu như có cái cuộc sống con người là lúc bây giờ đã có cái lòng tham đồng đạo. Mình phải nhận định điều đó. Cho nên hôm nay không phải là cái lòng tham này mà tôi và vị chúng ta mới có đâu. Mới có là chúng ta mình thêm cái mới thôi, chứ cái nguồn gốc ở bên trong đó thì sinh xưa đồng đạo nó có từ xưa. Mà nếu như đây đến cuối cuộc đời mình không dứt được cái này, thì cái sự ham muốn này nó sẽ theo mình đi qua kiếp lai sinh, hoặc giả là nó sẽ đưa chúng ta vào một cái quỹ đạo luân hồi, để rồi chúng ta thọ nhận những cái mình ham muốn. Cho nên trong cõi đời chúng ta, quý vị chỉ nhìn cái tâm của mình như ý thức mà tôi nói hồi nãy, quý vị mà tham cái gì nhiều đó thì mai mốt chúng ta chết, chúng ta sẽ sanh về cõi đó đồng đạo. Cho nên tôi nhớ ngài Chí Công Hòa Thượng có dạy một cái mẫu chuyện đó. Thì lúc bây giờ gặp một cái đám cưới đi ngang, Chí Công Hòa Thượng là cái người đã liễu đạo, đã có thần thông, cho nên ông nhìn ông nói thật cổ quái, thật cổ quái. Các môn nhân đệ tử hỏi Bạch Thế Tôn, xin lỗi Bạch Hòa Thượng, tại sao mà Hòa Thượng lại nói thật cổ quái? Thì lúc bây giờ Chí Công Hòa Thượng buộc miệng nói rằng đó, cô dâu bà nội chú rể, cô dâu bà nội chú rể. Thì khi nghe đề này thì các môn nhân tử mới hỏi thầy, tại sao thầy nói như vậy? Bởi vì thấy rõ ràng là cô dâu thì với chú rể rất là xứng đôi vừa lứa, hai người cách nhau khoảng vài tuổi thôi, mà tại sao mà giờ này lại thầy đã nói là cô dâu là bà nội chú rể? Thì ngài Chí Công Hòa Thượng mới nói rằng, mới cho biết rằng đó, bởi ở tiền kiếp đó thì cụ bà rất là thương con thương cháu, cho nên mà khi mà gần đến cái giờ mà phải nói gọn là trút hơi thở sau cùng đó, sức khỏe rất yếu rồi, nhưng mà bà kêu con trai và nói con nha, giờ này các con đó là thật sự là mẹ an tâm rồi đó, nhưng mẹ còn lo cho thằng cháu nội của mẹ. Bởi ý thức của bà lúc nào cũng lo cháu nội hết trơn á, mà đến gần hấp hối mà còn lo cho cháu nội, cho nên bà mới nói rằng con à, mẹ lo quá à, mẹ ra đi rồi không biết ai chăm sóc cho nó, rồi sau này không biết nó có nên người hay không, mẹ lo quá. Thì chính vì cái ý thức đó đó đồng đạo, cái sự ham muốn đó, tức là đã đến chết rồi mà phải nói con à, con mẹ giờ này mẹ xong hết rồi, mẹ ham niệm Phật quá, mẹ về muốn về cực lạc, muốn về thế giới bên kia, thì tốt biết mấy đồng đạo. Cho nên bài học này theo tôi nghĩ đồng đạo chúng ta nên ghi sâu đó. Vì vậy cho nên ham quá, tham tức là muốn lo cho cháu nội mình, nhưng mà giờ này đã là đến cái số vô thường. Thì chính vì vậy sau khi bà nội, tức là mẹ của cái vị trong gia đình đó là trút cái thở sau cùng, thì cái thần thức đi đào thai. Cho nên chính vì ý thức trước khi chết đó mà chúng ta ham cái gì thì đào thai một gia đình khác và trở thành một cô gái rất là xinh đẹp.
Cho nên khi mà cô gái này lớn khôn thì với một cái ý tưởng ở tiền kiếp là muốn lo cho cậu con trai này, cho nên giờ này chỉ có cách là phải nói rõ là thành chồng vợ mới lo được thôi. Chính vì lý do đó mà có một cái sự kiện là cô dâu là bà nội chú rể là chỗ đó. Đây là một chuyện chúng ta kể không phải là mê tín, nhưng mà đi theo một cái vòng tuần hoàn luân hồi. Vì vậy cho nên nếu như giờ này đồng đạo chúng ta tu hành đó, mà với cái lòng tham ái này, tham là ham muốn, ái là yêu, cho nên Đức Thầy dạy rất lần là rất lần tham ái, tức là chúng ta phải rứt bỏ cái tham ái. Cho nên tham là ham muốn, ái là yêu. Cũng như trường hợp bà nội hồi nãy thì rõ ràng là quá yêu cháu nội của mình, từ yêu nó sanh tham. Bởi vì khi mà chúng ta yêu rồi, chúng ta muốn chiếm hữu, muốn chặt chẽ, muốn giữ gìn. Lúc mình chưa yêu thì mình không có chiếm hữu, nhưng mình yêu rồi thì người đó thật sự là có cái gì đó một chút xíu mình cũng không chịu đồng đạo. Bởi mình nghĩ trong lòng mình cái người đó là trên hết, cao cả hết, không ai bằng người đó hết. Người đó hạnh phúc, người đó vui vẻ thì mình rất là mừng, mà chỉ cần người đó bị một cái gì đó thôi là mình không chấp nhận được. Còn trong khi mình chưa yêu thì chuyện gì đó thì bình thường thôi. Cho nên ở đây Đức Thầy mà kèm cái chữ ái ở đây cũng như mỗi chuyện mà tôi vừa kể. Bởi vì bà nội quá yêu cháu nội, muốn lo cháu nội, thì cái tư tưởng đó nó sẽ đào thai trở lại và cuối cùng thành vợ để lo cho chú rể, lo cho cháu của mình. Nhưng mà vì khi mà chết xuống Diêm Đình, đi ngang cái cầu Nại Hà, gặp bà Mạnh Bà uống một cái chén canh vong tình, không còn nhớ nữa rồi. Nhưng mà dầu là không còn nhớ, nhưng mà cái thần thức trước khi chết đó, thì nó sẽ đưa linh hồn chúng ta đi vào một cảnh giới đó. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy là thương nhà tiếc hủa, tiếc của biết hồi đầu nguôi. Thì đây là một trường hợp rất là nguy hại. Đồng đạo chúng ta tu hành làm sao đó mà từ đây đến ngày chúng ta bỏ xác, đồng đạo phải bỏ ý định là thương nhà tiếc của biết hồi đầu nguôi. Đồng đạo phải bỏ được ý định là tha mái, luôn cả chồng mình, vợ mình, anh em ruột thịt của mình, luôn cả con cháu của mình. Lúc bình thường chưa tu chúng ta rất là thương, rất là yêu, nhưng mà giờ này chúng ta tu rồi thì đồng đạo nên yêu Đức Phật A Di Đà nhiều hơn, đồng đạo nên yêu Tây Phương Cực Lạc nhiều hơn, đồng đạo nên yêu củ phẩm liên hoa nhiều hơn, thì như vậy mình mới sẵn sàng rời dứt đồng đạo, mình mới phát triển. Còn nếu cái giờ này mình cứ nếm, mình cứ chưa buông được, mình cứ phải nói rõ là lưu luyến, thì cái giây phút lưu luyến đó là cái giây phút rất là tai hại trong đời tu của mình. Chính vì lý do đó cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta là chữ lục tự trì tâm bắt viễn, thì lâm nguy có kẻ cứu mình trong quyển nhì. Tôi rất là tâm đắc hai câu giảng này, bởi vì chữ lục tự là Nam Mô A Di Đà Phật, trì tâm bắt viễn. Trì tâm bắt viễn là không xa lòng, chữ bắt viễn là không xa, trì tâm lúc nào cũng ở trong lòng của mình. Thì Đức Thầy đưa ra một cái kết quả là thì lâm nguy. Cái sự lâm nguy là tai nạn, nhưng mà cái tai nạn lớn nhất con người chúng ta là lúc chúng ta lìa đời, đây gọi là đại lâm nguy. Hàng ngày chúng ta gặp những tai nạn bên ngoài chỉ là tiểu lâm nguy thôi. Cái quan trọng là gừng hấp hối, tâm thần sao xác, trí vẩn vơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến phút lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước, thì đây mới thật sự là lâm nguy. Mà nếu lúc đó đồng đạo chúng ta chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lúc bây giờ không có ai là chồng tôi, không ai là vợ tôi, không ai là con cháu tôi, bởi vì chồng tôi, vợ tôi, con tôi, cháu tôi cứu tôi không được, mà chỉ có Đức Phật A Di Đà mới cứu được tôi trong giờ phút này. Kính thưa quý đồng đạo, chúng ta phải nhận định đúng điều đó. Để làm chi? Để chúng ta mới rút lần tham ái. Chứ nếu như giờ này tôi và quý vị chúng ta cứ thương, chúng ta cứ tham, chúng ta cứ triều mến cái này, tham danh, tham sắc, tham lợi, tham quyền, tham thế, thì đương nhiên đến cái giờ phút cuối cùng thì chúng ta sẽ phải nói gọn là mình quay trở lại, sẽ quay trở lại để chúng ta thọ nhận những cái chúng ta tham thôi. Cho nên hôm nay muốn rứt lần tham ái thì Đức Thầy dạy rất là rõ rồi. Khi mà đồng đạo muốn rứt lần tham ái thì yếu tố đầu tiên, nếu như đồng đạo là người nghèo, gia đình hoàn cảnh chúng ta nghèo mà chúng ta muốn trừ tham thì như thế nào? Thì hôm nay nếu chúng ta nghèo thì mình phải an phận, gọi là an phận hơn bời danh lợi tạm, để chúng ta tề gia trung hiếu vẹn thân mình. Nếu mình nghèo muốn trừ tham thì Đức Thầy dạy là thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo vuông trồng có phúc về sau. Cho nên hôm nay mình lỡ nghèo, đúng không? Tôi nói ví dụ giờ tôi nghèo tôi khổ hơn người ta, tức là tôi biết là tôi kém phước, bởi vì kém phước mới nghèo. Chứ con người mà giàu có nhiều phước làm sao mà nghèo được? Thì mình biết mình là người kém phước, mình đừng có tham. Mình tham là càng khổ, tham là thâm. Ông cha chúng ta dạy rồi,
Cho nên hôm nay mà lỡ nghèo rồi thì chúng ta ráng mà tu, ráng mà làm từ thiện để bù đắp lại cái mà chúng ta đang thiếu đó, thì như vậy là chúng ta không trừ tham. Còn ngược lại hôm nay chúng ta nghèo mà thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn tôi tham bất cứ chuyện gì, giàu số tốt cũng lại dùng chứa. Thì Đức Thầy dạy là nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mật dính dao, trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bỏ bạc bắt tài, đâu làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước đồng đạo. Câu giảng này đồng đạo nằm lòng hết rồi. Cho nên chúng ta tham cái gì là chết cái đó. Tham tiền là chết với tiền, tham tình là chết với tình, tham danh là chết với danh đồng đạo. Cho nên ngày xưa trong kinh tứ thập nhị chương mới có một đoạn thế này. Đây là Đức Phật dạy á. Đức Phật cho biết rằng nếu như người dương thế mà còn cái lòng tham thì cũng giống như một đứa con nít vậy đó. Thấy cái miếng mật dao, cái miếng mật dính trên lưỡi dao, le lưỡi liếm mật, ở trong tâm là liếm mật nhưng không ngờ đứt lưỡi đồng đặc. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới dạy ở chỗ này là nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa. Đây là lời của Phật. Đức Thầy dạy lại nguyên văn, cho nên là trẻ không phải là kẻ đồng đạo à, trẻ tham ăn. Phải không? Trẻ là dầu rằng mình già, năm nay mình 40, 50, 60, nhưng mà đồng đạo chúng ta còn tham thì chúng ta giống đứa trẻ vậy đó. Phải không đồng đạo? Bởi vì dầu rằng tuổi mình già thật, nhưng mình còn ham nhiều thứ quá trong dục lạc này. Thì trong kinh là phải nói rõ là tứ thập nhị chương cho chúng ta biết rằng Đức Phật dạy chúng ta rằng mình giống như đứa trẻ thôi. Gặp cái miếng đồ ngọt trên lưỡi dao, tham quá à, phải không đồng đạo? Tham quá, le lưỡi liếm thì cuối cùng chúng ta đứt lưỡi. Thì đây là những bài học rất rõ ràng trong thực tế, nhất là đồng đạo nghe là cái bài nói chuyện của đồng đạo Phương Kiều thì chúng ta thấy rất rõ. Thì đấy là chúng tôi muốn nói một số ý để chúng ta có một cái kinh nghiệm. Rồi giờ này người nghèo thì người giàu thì sao? Đâu phải người nghèo tham, người giàu không tham đồng đạo. Bởi vì nếu nói tánh tham thì xin thưa đồng đạo, giàu nghèo cũng tham, biết sao để được túi tham, không ngân không đái, càng làm không kiên. Cho nên cái người giàu muốn trừ tham thì chúng ta phải bố thí giúp đời. Cũng giống như vừa rồi đồng đạo Phương Kiều phân tích rất là rõ về cái từ bố thí. Vì vậy nên hôm nay chỉ có bố thí thôi, chỉ có làm từ thiện thôi. Cho nên từ đó chúng ta mới suy ra được rằng đồng đạo chúng ta mà người nào làm từ thiện nhiều đó thì người đó sẽ giảm được lòng tham. Đây là điều thực tế đồng đạo. Mà nếu đồng đạo nào mà chúng ta tu mà mình còn phải nói rõ là còn ích kỷ đó, không muốn làm phước, nếu như giả sử như tu nghèo không tiền làm phước là đã đành đi đó, thì mình nhìn theo cái hướng tích cực hồi nãy. Còn giờ này nhà mình có dư tiền lắm của, giờ này mình đã có dư rồi, mình không chịu làm phước mà mình cắt đó để dành đó, giống như thầy dạy ăn không hết lo dành lo cắt đó. Mà đó thầy rất rõ như vậy. Thì nếu như mà chúng ta tích trữ như vậy thì xin thưa ông đạo, kết quả không tốt. Một mặt là thể hiện được cái tính ích kỷ chúng ta, mình còn tham. Mặt khác thì chúng ta khi mà đồng đạo chết rồi mình không đem gì theo cả. Chi bằng hôm nay chúng ta đem tiền bạc của cải của mình mà mình có thể làm được trong khả năng của mình, khi mình lo tròn cha mẹ như thế, khi mình là việc nhà quý bạn đã xong. Hai yếu tố này chúng ta phải nhớ. Một là lo tròn cha mẹ như thế trước, chứ không phải hôm nay có tiền làm từ thiện làm phước mà trong đó mẹ mình quá khổ, đau không tiền uống thuốc, cha mình giờ này không có tiền để ăn nữa, rồi vợ con mình nó khổ mà mình không lo gia đình, mà đem tiền làm từ thiện thì đó là chuyện đi nghịch lý lại đồng đạo. Cho nên Đức Thầy chúng ta dạy rất là rõ, mình phải lo tròn cha mẹ như thế trước rồi chúng ta dư mới làm từ thiện để trừ tham. Hay hoặc là việc nhà quý bạn đã sống, sống trước, nếu xong thì làm từ thiện, còn mà chưa xong thì lo việc nhà trước đi. Bởi vì mình là người tại gia cư sĩ thì đây là cái điều kiện. Tại sao tôi nói vấn đề này? Bởi cũng có một số đồng đạo chúng ta làm từ thiện rất là tốt, nhưng mà làm từ thiện bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha bỏ mẹ thì làm như vậy là lỗ vốn đồng đạo à, lỗ vốn đó. Rồi cũng có những người đồng đạo giàu có lắm, khi mà cho tiền cha tiền mẹ cho 5 triệu 3 triệu nghe ngán không dám cho, nhưng mà làm từ thiện bên ngoài đi chùa cúng chùa mấy chục triệu, nghe cái cuộc quỷ lão rồi đó, có tiếng một chút xíu đó, sẵn sàng sức ra mấy tấn gạo để cho, trong khi cha mẹ mình ở quê nghèo khổ muốn chết nặng cho thằng út. Như vậy là không được đồng đạo ơi, không khả quan.
Vì vậy nên bàn đi bàn lại vấn đề này để làm chi? Để đồng đạo chúng ta rút cái kinh nghiệm. Hôm nay chúng ta đang bàn là bàn cái thềm thang để chúng ta đi về cõi Phật đó. Rồi đồng thời bên cạnh đó, giàu nghèo hay giàu cũng vậy, mà nếu đồng đạo mà không tâm đắc ý này Đức Thầy dạy đó, thì chúng ta cũng đừng mong trừ tham. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ, đó là tâm chánh niệm, thường thường suy nghĩ vật ở trần như bọt nước làn mây, thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Đồng đạo, cảm ơn quý vị. Chúng ta phải quán điều này mới được. Mình phải quán là của cải là không thật, cái thân này cũng không thật. Cho nên chúng ta phải có cái tâm đó đó, thì quý vị chúng ta mới làm từ thiện có kết quả. Còn giờ này mà chúng ta cái tâm của mình đó, nó còn quý tiền của quá, cho mà còn tiếp tiếp, cho mà chưa buông thì không đạt kết quả. Vì vậy Đức Thầy dạy rất là rõ, đây là ba phương pháp. Nhưng mà hai phương pháp đầu là chỉ cho người giàu và người nghèo. Nhưng mà giàu nghèo hay chăng nữa, mình phải nhớ cuộc đời là vô thường. Khi mà chúng ta chết rồi không còn gì đồng đạo à. Xong với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào. Cho nên Thầy dạy là ai biết đường hãy sớm tạo đạo, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Cho nên hôm nay mình là người biết tu là có một cơ hội để đồng đạo chúng ta tạo phước, bởi mình là người học Phật. Mình đã nắm vững được những cái cơ sở tu hành như thế nào để đạt được kết quả. Cho nên mong rằng đây là yếu tố mà chúng ta thực hiện. Thì đó là sân đó mà Thầy đã đắc rõ ở đây đó. Tức là phải rất lần tham ái. Rồi đó là tham lam đó. Rồi bên cạnh đó Đức Thầy còn dạy thêm là cõi sân si cũng phải tẩu trừ. Như vậy chứ cõi là gốc. Sân si nó cho đủ là sân nộ và mê si. Mà trong bên kia thì Thầy rất rõ là chữ gây gỗ là sân hãy diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Như vậy thì giờ này muốn trừ sân thì chúng ta diệt đi cái cây gỗ đồng đạo. Chúng ta phải diệt cây gỗ thôi. Mà Đức Thầy dạy thì Đoạn Cấm thứ nhì rồi, ta chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Trong gia đình của mình đồng đạo quán lại, nếu như trong một tuần lễ này mà mình có gây gỗ với ai là chúng ta thấy cái điều sân này nó còn rồi đó. Tôi nói ví dụ bây giờ tuần trước này mình gây gỗ với ổng, với con mình, giả sử một tuần này mình gây gỗ 5 lần là mình phải có ăn năn, mình biết được là mình dở đồng đạo à. Thì qua tuần lễ sau mình phải khắc chế làm sao mà giảm lại. Tuần lễ đầu mình gây gỗ 5 lần thì tuần sau còn 3 lần thôi, tuần sau còn 2 lần thôi, mà qua tuần sau là phải không còn gây gỗ nữa. Mình nói một cách đơn giản như vậy đó, để chúng ta trừ sân. Mình nói kinh sách rất là rõ, rất là hay, rất là rành. Nhưng mà chúng ta không quán triệt được điều này thì coi như xong đồng đạo. Cho nên nói thì nói như vậy chứ thật sự không phải là dễ gì mà hành trì đâu. Tôi nhớ ngày xưa thì có một cô, một đồng đạo chúng ta có một cái biệt hiệu là cô tư trưởng tòa của Châu Đốc. Nhưng mà thật sự là khi mình tìm hiểu không biết cô tư này là cổ có làm trưởng tòa hay không, hay hoặc là chồng có làm trưởng tòa thì mình không rành vấn đề đó, nhưng chỉ biết là chuyện bên thầy thôi. Thì lúc bây giờ cô tư đến với thầy thì thầy nói cô ơi, sao mà cô tư từ ngày quy đến giờ lâu rồi mà cô tư tánh còn nóng quá. Chắc theo tôi nghĩ là thật sự là tôi chịu liền. Cho nên cô tư trả lời dạ thưa thầy, con biết tánh còn nóng đó thầy, cho nên con cũng là tìm cách để là con phải nói rõ là giảm bớt cái nóng. Thì thật sự khi mà giờ này mình mà lại giờ vả sử mình nghe thầy hỏi con này, chắc tôi cũng nhận dạ thưa thầy, con biết con còn nóng đó thầy, con cũng cố gắng là để con hạn chế cái nóng. Thầy đây, thầy nói rằng tánh nóng bà phải diệt, cắt đứt nó. Cho nên chỗ này thầy dạy là sự gây gỗ là sân hãy diệt đồng đạo. Có nghĩa là phải diệt trừ nó liền trong nội tâm chúng ta. Bởi vì diệt là diệt ở trong cái chứng mén, trong cái chứng nước đồng đạo. Đâu phải đang không tôi vả vị mà đỏ tay tím mắt đâu. Khi mà chúng ta đạt ở một cái cảnh giới mà Đức Thầy dạy là tánh hung hăng đâm chém chặt bầm đó, thì lúc bây giờ trước đó mình đã chất chứa điều hung dữ trong tâm đúng không? Mình đã chứa trong tâm rồi. Cho nên không phải đang không mà Đức Thầy diễn luận chúng ta rất rõ đó. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dễ tràn, mấy cuộc tranh tài đấu lực là hơn tự đắc phe phan giọng sức, phải bị người hiềm khích gắt gánh, thu hổ ngươi làm chuyện bắt lạnh, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Rồi trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trong rừng, gặp thịt con toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là thỏ giả. Cho nên thầy mới dạy là diệt được nó, tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh phan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo.
nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ lạ, trái thuyết từ bi. Cái đầu cũng gây gỗ, cái cuối cũng gây gỗ. Như vậy thì đây là những cái điều mà chúng ta phải cảm nhận được qua một đoạn giảng mà thầy dạy. Như vậy thì khi mà tánh hung hăng, khi mà tỷ như con cọp giữ trong rừng, thì chính thưa đồng đạo, cái tâm chúng ta nó đã đi trước rồi. Vì vậy nên khi mà cái tâm mình định hình, khi mà cái tâm chúng ta định hình những cái tư tưởng mà phải nói là mình không hài lòng đó. Tôi nói hôm nay bữa nay giận ông quá, đợi mà chiều nay mà ông đi làm gì nói cho ông một trận cho nó đã. Thì khi mà cái tâm mình tính như vậy đó là mình nên dẹp đi. Thôi mình nói làm chi, mang cái nghiệp. Thôi bây giờ chi bằng mình kiếm cái lời nào mà nói nhỏ nhẹ một chút, hoặc là con mình nó làm sai gì đó, thì lúc giờ mình nói bữa nay đợi đi học về đó, nói cho nó biết. Thưa đồng đạo, thì khi mà chúng ta chuẩn bị có những cái phát ngôn không đúng, tiếng tai đỏ mặt, thì trong nội tâm chúng ta đã định hình trước. Cái mà Đức Thầy dạy là phải diệt cái chứng mén ở trong tâm. Khi mà chứng nước trong tâm nó khởi lên thì chúng ta phải diệt nó. Như vậy là mới đúng cái cội, đồng đạo. Chúng ta diệt cái cội gốc của nó thì đó là sân đó. Chứ giờ này mình đợi cái hành động mình mới diệt thì muộn mất, đồng đạo ạ. Phải không? Khi mà có hành động, có lời nói là thua rồi. Tức là chúng ta diệt bằng ý tưởng. Ý tưởng khởi lên là diệt ngay. Bởi ý tưởng chúng ta biết mà, đồng đạo. Ý tưởng tôi biết. Ý tưởng quý vị biết. Ý tưởng tốt, ý tưởng lành, ý tưởng tham, ý tưởng nóng là chúng ta biết. Vì vậy cho nên mình phải diệt ngay ý tưởng của mình, thì lúc bây giờ chúng ta mới đạt kết quả. Cho nên hôm nay ý tưởng mà cái tính cái sân hận nổi lên bằng ý tưởng đó, thì đồng đạo chúng ta nên niệm Phật. Mình nên đọc giảng thầy, mượn câu giảng Đức Thầy để chúng ta thuộc, để ý tưởng mà nóng giận khởi lên chúng ta diệt ngay trong nội tâm chúng ta. Có như vậy thì mới trừ sân. Dầu rằng chúng ta khoan dung, dầu rằng chúng ta nhẫn nhục, dầu rằng chúng ta từ bi như một đoạn giảng mình học hồi nãy, nhưng mà cái cốt lõi ở đây muốn nói là tâm chúng ta phải khoan dung, tâm chúng ta phải nhẫn nhục, tâm chúng ta phải từ bi mới đạt kết quả. Chứ không phải đánh người ta rồi năn nỉ người ta, chứ không phải mà mình xài xể con vợ mình xong năn nỉ gì vợ mình, không được. Vậy là thất bại đồng đạo. Phải không? Nếu mình thật sự là người phục thiện thì đừng đánh, đừng có lời thô bạo ngay trong nội tâm của mình, thì nhất định là đạt kết quả. Thì đấy là chúng tôi muốn nói ở một khái niệm là sân. Rồi Đức Thầy mới dạy thêm là thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Cho nên Đức Thầy dạy cái từ lòng vòng là chúng ta biết là nó đi nhiều đời nhiều kiếp như tôi nói hồi nãy. Cho nên chữ si gọi là mê si, gọi là vô minh, mà Thầy dạy chúng ta là màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn nhủi làm chết, lo quyển thân vật chất kém hơn chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức. Vì vậy cho nên hôm nay trong đời tu mà chúng ta là sở dĩ không đắc đạo là cũng do nó. Nó đưa chúng ta đi lòng vòng. Hoặc giả là giờ này mình tu mà mình còn suy nghĩ lòng vòng, mình không có nhất quán. Cho nên cái trường hợp mà chúng ta chưa tỉnh đó, mà giàu đồng đạo có ăn chay, có niệm Phật, có làm từ thiện, nhưng mà xin thưa đồng đạo không có kết quả đâu. Quý vị nhớ ngày xưa không, như giống như cái trường hợp của là phải nói rõ là Phẩn Hòa Thượng vậy đó. Thì chúng ta thấy rõ là gốc quyết định là phải độ cho được là phải nói rõ là Binh Bộ Thượng Thư Tô Đông Pha. Nhưng mà Tô Đông Pha thì giàu rằng đã tu rồi. Tôi nhớ có nhiều cái mẫu chuyện rất là đặc biệt. Lúc bây giờ thì ông đang ăn chay, nhưng mà ăn chay mà còn mê xí, ăn chay mà chưa tỉnh không đó. Tức là sợ ông thầy mà ăn chay. Vì vậy nên lúc bây giờ mà ăn chay mà chúng ta chưa tỉnh thì mình cũng còn đi lòng vòng thôi đồng đạo. Bởi chúng ta còn tối, chưa có nhận định. Cho nên hôm nay đồng đạo ăn chay chúng ta phải nhận định nè. Ăn chay là phải có tình thương. Ăn chay là hôm nay thương các loài thú vật, không nỡ ăn thịt nó mình mới ăn chay. Chứ không phải ăn chay để cho người ta khen mình. Ăn chay để người ta biết, người ta nói mình là cái người tu cao thì mình sẽ rơi vào chỗ Tô Đông Pha. Cho nên tôi nhớ lúc bây giờ thì Tô Đông Pha ăn chay cũng lâu rồi, cho nên chưa có tỉnh, do đó cho nên mới thèm đồ mặn. Mà bây giờ làm sao bây giờ? Nhưng một cái ngày nọ là ngày rằm tháng 8, thì Tô Đông Pha có người bạn là Hoàng Sơn Cốc. Hoàng Sơn Cốc là một cái công tử, phải nói rõ được mẹ rất là cưng chiều, rất là giàu có. Hai người là bạn với nhau. Cho lúc bây giờ Hoàng Sơn Cốc mới là rủ Tô Đông Pha: anh ơi, ngày mai này là ngày rằm tháng 8 rồi, mẹ tôi đi chùa, cho nên tôi được rảnh rỗi, thôi bây giờ tôi với anh mình đi ăn nhậu một ngày cho nó thỏa mãn. Ông này là thật sự ăn chay lâu nó cũng đang thèm đồng đạo. Nghe ông này rủ là chịu liền đồng đạo à. Bởi vì ông chưa có tỉnh mà, ông còn mê si.
Cho nên hai người bàn tán với nhau thì Tô Đông Pha nói: ông ơi, không được bạn ơi, ông thầy tôi cũng khó lắm, đi đâu cũng theo giữ hết trơn á. Thật sự là tôi đã thèm đồ mặn lâu không dám ăn, ông giữ hoài không ăn được. Hay ông bàn tán thôi vậy tôi tính gì được nè, bây giờ mình dọn sẵn là rượu thịt đó trên thuyền đó, thì mình đợi mà tối tối mà trăng lên cao, quý vị biết rằng đêm rằm là trăng sáng lắm, cái mình lui thuyền ra ngoài sông, cái mình vừa ăn nhậu mình vừa ngâm thơ như vậy thì chắc thầy ông không biết đâu. Rồi quá hợp lý rồi. Cho nên thì hai vị mới tính toán xong nào rượu thịt rồi, thì mới y như kế hoạch, mới lui thuyền ra neo đậu ở giữa cái dòng sông. Lúc bây giờ là trăng sáng, trời trong, gió thổi hiu hiu, nước chảy riu riu, bèo nước đồ nó trôi, phải nói rõ là nhìn cái cảnh mà xanh tình. Trên lúc bây giờ Tô Đông Pha đồng đạo biết là một cái vị văn sĩ mà rất là giỏi về thi thơ, thấy như vậy ông mới làm một cái bài thi bình bản phù bình bác khai, ngư du sức lai, đắc kỳ sở tai, đắc kỳ sở tai, có nghĩa là bèo nước vẹt hai, cái thuyền neo đậu cái khi mà nước nó trôi đó là lục bình với bèo nó vẹt hai, nước nó trong nhìn thấy con cá luôn, ngư du sức lai là cá lội đến đây thích thú quá, bắc kỳ sở tai, đắc kỳ sở tai, thích thú quá tai, thích thú quá tai. Thì lúc bây giờ Hoàng Sơn Cốc không phải là bậc thường, cũng là một văn sĩ, ông mới nhìn lên bầu trời, ông thấy là trời trong mây tạnh trăng sáng, ông mới làm một bài thi thứ hai: phù vân bát khai, minh nguyệt sức lai, thiên hà ngôn tai, thiên hà ngôn tai. Có nghĩa rằng bài thơ này muốn nói rằng đó, tức là mây nước vẹt hai, trăng sáng lại đây, trời có biết thay, trời có biết thay. Thì lúc bây giờ một nhân vật thứ ba ở dưới thuyền dưới đó, ông chui lên nó là vén bằng vẹt hai, Phật ấn sức lai, người giấu được thay, người giấu được thay. Kính thưa đồng đạo, cuối cùng là giấu ông thầy giấu không được. Cho nên hôm nay tôi phải vị là coi chừng mình là Phật ấn đó, mình là Hoàng Sơn Cốc, thầy của mình là Phật ấn Hòa Thượng đồng đạo à, coi chừng mình là Hoàng Sơn Cốc đó. Do đó cho nên Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ là lưỡng thần ghi chép liên miên mà, nào tội nào phước với miệng trần gian. Vì vậy nên hôm nay mình tu hành đồng đạo nhớ phải giữ cho nguyên nha. Cho nếu như giờ này mình có một cái tâm mà khát khát rồi, vì vậy thầy mới dạy đây phải tỉnh mới được, chúng ta mới tỉnh. Một con người mà tỉnh thức thì con người này phải có một ý thức. Thì muốn đạt ở chỗ mà chúng ta tỉnh ở cái mê si này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải giữ giới luật thôi. Nếu mà ngày xưa đó đồng đạo biết, ngày xưa mà Tô Đông Pha mà giữ giới thì đâu đến nổi, đâu có sự kiện mà vừa xảy ra. Cho nên ông cũng tu nữa, tu rất là giỏi, rất là thông đó, nhưng mà cuối cùng cũng phạm giới luật. Vì vậy cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta muốn dứt được cái mê si này thì chúng ta phải giữ giới, rồi đồng thời chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải rút liễm thân tâm, mình phải hiểu sâu là Đức Thầy để chúng ta dứt trừ. Và đồng thời bên cạnh đó thì ở đây Đức Thầy mới dạy thêm là cội sân si cũng phải tảo trừ. Đặc biệt nhất là Đức Thầy dùng cái từ tảo trừ, cho nên từ tảo trừ này Đức Thầy muốn dạy chúng ta là diệt luôn là tham lam sân nổ mê si. Đây là một cái phương pháp tổng hợp. Cho nên để làm sáng tỏ vấn đề này thì chúng ta cũng phải biết về khái niệm tảo trừ. Tảo trừ là từ Hán ngữ, tảo trừ là chổi quét hay gọi là tảo chữ. Cho nên nói đến đây là Đức Thầy muốn nhắc cái mẫu chuyện như chúng ta biết của ông Châu Lợi Bàn Đạt. Bởi vì ông Châu Lợi Bàn Đạt là một cái người đã quy y, là một, phải nói rõ là một tỳ khu. Nhưng mà khi đi mà vào tăng đoàn rồi, lúc bây giờ Đức Phật dạy có 20 chữ thôi đồng đạo: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tỳ vô nhân khách chí diệt hữu thánh nhân hành. Có nghĩa là xiên quét rác đường là vườn chùa, là thường thường là xiên quét rác vườn chùa, thường thường sanh trí huệ. Nếu không có người đến giếng cũng có thánh nhân đi. Cho nên hôm nay mà nếu nói quy định của Đức Phật ngày xưa đó, tại sao Đức Phật thường thuyết pháp lại có 4 câu kệ? Có nghĩa rằng những cái người tu đó, khi mà Đức bước vào tăng đoàn ít nhất cũng phải thuộc một bài kệ. Đồng đạo chúng ta giờ này cũng vậy nha. Mà nếu mình tu ta đạo thầy mà giảng thầy không thuộc một câu nào hết đó, thì chúng ta khó đắc đạo đồng đạo. Bởi không thuộc lấy sao tu được, ít nhất chúng ta cũng thuộc một bài kệ. Thì trong khi đó thì lúc bây giờ thì ông Bàn Đạt ông học có 20 chữ này thôi, học ngày này sang tháng nọ, như vậy là trên dưới như vậy là 3 năm. Các vị A-la-hán thay với nhau mà dạy ông mà không thuộc đồng đạo, không thuộc, học 3 năm mà 4 cái bài kệ không thuộc. Như vậy thì tính từ đó mới suy ra là tôi bảo vị đỡ hơn Bàn Đạt rồi đó. Và đồng thời khi đó thì ông Châu Lợi Bàn Đà, anh của Châu Lợi Bàn Đạt nói rằng đó, ngươi thiệt là quá tối dốt rồi, có một bài kệ 20 câu không thuộc nữa làm sao mà tu đắc đạo được. Thôi hiền đệ nghe lời của ta, hoàng tục trở về đi, trở về đi nghỉ tu đi.
Thì khi nghe anh mình mà kêu hoàng tục trở về như vậy thì lúc bây giờ buồn lắm. Bởi vì thật sự là muốn tu giải thoát, đứng giữa cái cửa của tịnh xá Kỳ Hoàng mà khóc. Thì Đức Phật bên ngoài bước Phật bước vào, Phật nói này Bàn Đạt Ca, cái nguyên nhân gì mà ông khóc như vậy? Thì Châu Lệ Bàn Đạt mới đem cái sự kiện anh mình là Châu Lệ Bàn Đà kêu mình đó là phải là hoàng tục trở lại. Mà xin thưa Thế Tôn, con rất là ham tu, rất là ham đạo, cho nên chúng ta ham mới được đồng đạo à. Tu mà không ham không được đâu. Con không nỡ rời xa Thế Tôn, cho nên nói đến cái vấn đề mà hoàng tục trở lại đó con không đành lòng, con buồn và con khóc. Thì khi Đức Phật nghe Bàn Đạt nói như vậy, Đức Phật nói thôi này Bàn Đạt Ca, có cái gì đâu mà khóc, 20 chữ không thuộc. Thì giờ này ông thuộc giùm cho tôi 2 chữ, là 2 chữ thầy dạy chúng ta này là tảo trừ, là chỗ quét. Thì Đức Phật nói này Bàn Đạt Ca, ông thuộc giùm cho ta 2 chữ chỗ quét. Miệng thì nói như vậy, tay Đức Phật cầm cái chổi, Đức Phật đưa Bàn Đạt Ca, Phật nói này Bàn Đạt Ca, trong tâm thì thuộc 2 chữ chỗ quét, ngoài tướng thì dùng cái chổi này để quét rác trong và ngoài tịnh xá sạch sẽ cho ta được rồi. Nghe Đức Phật dạy ngày nào cũng siêng trong đầu, cầm cái chổi quét rác trong ngoài sạch sẽ, cứ nhẩm nhẩm ở trong đầu, nào là chổi nào là quét, thuộc chữ chổi thì quên chữ quét, mà thuộc chữ quét thì quên chữ chổi, 2 chữ mà thuộc có 1 từ, không thuộc 2 từ luôn. Trên năm buồn lắm. Thì đã trải qua thời gian như vậy là gần 10 ngày khoảng 1 tuần lễ, 2 chữ này không thuộc đồng đạo. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới biết được, mới quán được cái căn cơ trình độ là vì Bàn Đạt ngày xưa ở tiền kiếp đó cũng là người có tu nhưng ít ích kỷ. Cho nên cái tánh ích kỷ ở kiếp trước đó là kiếp này là cái quả đồng đạo. Ích kỷ lắm, sợ người ta tu hơn mình. Cho nên đồng đạo giờ này nhớ nha, quý vị đọc giảng viên nè, quý vị mà giỏi giảng thầy nè, mình mà ích kỷ sợ người ta hơn mình hay hơn mình là coi chừng chúng ta giống Bàn Đạt đó. Chị Kiều nhớ nha chị Kiều, mình biết nhiều nói nhiều được ích kỷ nha. Người ta hơn mình mừng đồng đạo, mà mình ích kỷ mình nhỏ mọn là mai mốt 1 chữ không thuộc đó đồng đạo à. Ráng nghe, nhất là quý cô đọc và giảng viên, quý vị đọc giảng viên đây, đọc giảng viên rất là nhiều nè. Người ta hơn mình mừng, bởi vì đang phò phuông khuôn phò chánh pháp, đừng ích kỷ. Cho nên chính vì tiền kiếp ích kỷ là nhà tu mà, nhưng mà vì ích kỷ cho nên kiếp này mới dốt vậy. Nhưng mà vì cái gốc tu thì kiếp sau cũng là tu thôi. Và đồng thời vì một cái chí nguyện ham tu á, cho nên lúc bây giờ hoàng thiên bắc phụ hảo tâm nhân, con người chúng ta mà mình hướng cái gì nhiều quá đồng đạo thì lúc bây giờ ơn trên không có phụ mình đâu. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật đã thấy được, quán được cái nhân duyên, cho nên cái nghiệp hết rồi. Lúc bây giờ trời quang mây tạnh, do đó Đức Phật mới khai thị này Bàn Đạt Ca, ta hà dạy ông 2 chữ chỗ quét có gì đâu mà khó. Về trong tâm, ông dùng cái chổi vô hình để quét rác tham sân si. Bên ngoài cái tướng, ông dùng cái chổi hữu hình để quét sạch rác bên ngoài, có gì đâu mà khó mà không thuộc. Thì khi nghe Đức Phật khai thị như vậy, thì lúc bây giờ Bàn Đạt mới ngồi lại, mới tư duy, mới dùng cái phương pháp chỗ quét đó để quét thạch tham sân si trong nội tâm. Trong một khoảnh khắc thôi thì vị này chứng được thánh quả La Hán. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta tảo trừ tham cội sân si, cũng phải tảo trừ là Đức Thầy muốn tôi quý vị dùng cái phương pháp này đó. Do đó cho nên chúng ta nên tư duy, mình dùng cái chổi vô hình chúng ta quét sạch rác tham sân si. Ý muốn nói rằng giờ này khi mà tư tưởng tham nó khởi lên, tư tưởng sân khởi lên, tư tưởng tối tâm khởi lên, thì đồng đạo xem nó là rác. Rác là cái đồ bỏ, cái đồ này phải đẩy nó ra ngoài thôi. Giống như với cô vậy đó, với bà đó, hừng sáng với cô với bà mà ra trước cửa nhà mà gặp rác là bức đứt rồi, đúng không? Muốn nhặt rác để trong cái sọt rác. Cho nên rác là đồ bỏ, tham là đồ bỏ, sân là đồ bỏ, si là đồ bỏ. Như vậy mới quét được. Còn giờ này chúng ta triều mến nó tham ham lắm, sân này cũng muốn lắm, tâm tối này cũng còn triều mến lắm, thì lúc bây giờ là chúng ta bị đỏ quý vị ạ. Do đó cho nên mặt khác là trong nội tâm của mình, tại sao Đức Thầy ví chỗ này để ví tham sân si là rác? Cho nên rác ở đây đồng đạo thấy rõ, mình không biết cái nguyên nhân đâu. Tôi nói ví dụ bây giờ cái sân nhà mình đi, cái nhà mình quý vị thấy ngày nào cũng quét hết mà ngày nào nó cũng dơ hết đồng đạo. Tôi cho nhà đồng đạo đóng kín cửa đó, nhưng mà đồng đạo bỏ nhà đi đừng có quét trong 1 tuần lễ, đồng đạo thấy không? Bụi nó lên lớp lớp đồng đạo. Ủa đâu mà nhiều vậy? Thì cái tâm của mình nó cũng giống như cái sân nhà mình vậy đó. Đồng đạo quét bữa nay, ngày mai nó dơ nó rồi, phải không? Cho nên chúng ta phải quét trường kỳ. Nếu mà quét ngày nay, ngày mai không quét thì chừng ngày mai tham nữa đồng đạo. Gặp cảnh mà thay tánh. Cho nên Đức Phật bây giờ là ngộ cảnh thay tánh.
Khi chưa đối cảnh thì xin thưa đồng đạo chưa có tham. Khi chưa đối cảnh thì chưa có sân. Khi chưa đối cảnh nó chưa có si. Nhưng mà đối cảnh rồi tự nhiên tham sân si nó nổi lên. Cái đầu tiên là si nổi trước, tâm tối nổi trước. Rồi từ cái tâm tối này mới sanh tham. Mà tham không được mới sanh sân. Thì ba cái này nó có một cái móc xích với nhau. Cho nên hôm nay chúng ta phải dùng cái chổi này quét trường kỳ. Đúng như lời Đức Thầy dạy, đó là chung thân, quyết chí, dọc làm lành mới đạt được kết quả đồng đạo. Phải không đồng đạo? Chứ hôm nay chúng ta quét, ngày mai chúng ta nghỉ, ngày mốt chúng ta quét là coi như không đạt kết quả đồng đạo. Vì vậy Đức Thầy mới dạy rất rõ là sống sanh ra phận rau mại, một đời một đạo, đến ngày chung thân. Kính thưa đồng đạo, mình phải tu làm sao đến phút cuối cùng như vậy mới đạt được kết quả. Thì đó là Đức Thầy muốn nói ở khái niệm chỗ quét, mà chúng tôi cũng nói thêm một số ý như vậy thôi. Và đồng thời khi mà chúng ta đạt đến đây, khi mà cội sân si cũng phải tạo trừ, thì Đức Thầy dạy là đem về giác tánh chân như. Cho nên khi mà chúng ta đạt đến đây thì coi như là chúng ta đã có giác tánh. Nghe đến cái từ giác tánh chúng tôi rất là mừng đồng đạo. Bởi vì đem về là chúng ta được rồi. Đem cái của này về rồi. Cái của này là của mình. Nhưng hồi đó chúng ta bỏ rơi, mình bỏ ngoài sân á, bỏ chỗ khác. Cho nên giờ này là mình bỏ cái tham nó si hồi nãy rồi, thì mình mới đem cái của quý trở lại với chính mình đồng đạo. Thật sự trong mọi con người chúng ta đều có của quý mà. Mà Đức Thầy dạy là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng vại tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Nhưng mà tôi vại vị chúng ta bỏ của quý này. Cho nên hảo nào Thầy mới dạy chúng ta là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm. Phật cũ ngày xưa hãy đáng tầm. Vì vậy nên khi mà hành giả phá được tham sân si bằng cái phương pháp tạo trừ gọi là cội, thì giờ này chúng ta sẽ đem được cổ của quý vào mình. Và cái của quý này nó vô hình, nó không có hình tướng. Đức Thầy tạm dùng những từ ngữ để chúng ta hiểu thôi, chứ đáng lẽ là cái này không dùng từ luôn đồng đạo à. Gọi là ý tại ngôn ngoại mà, không dùng từ luôn đồng đạo. Cho nên sẽ dùng từ ở một cái phương diện là tương đối để cho chúng ta hiểu thôi. Như vậy đem về giác tánh. Vậy thì giác tánh là gì? Giác tánh là tánh giác ngộ, mà tánh giác ngộ là Phật tánh. Bởi vì lục tổ Huệ Năng đã dạy chân như tự tánh là chân Phật. Tà kiến tam độc thật ma vương, lúc tà mê ma tại thân nương, khi chánh kiến Phật thường tại thể. Như vậy thì đem về giác tánh là tức là chúng ta đã có được Phật tánh. Chữ giác là Phật đồng đạo à. Tức là giác tánh là tánh Phật đó, mà giác tánh cũng là tánh thiện. Cho nên Đức Thầy mới dạy là Phật giả là giác giả, giác giả là tánh giả. Vì vậy nên hôm nay khi đem về giác tánh là chúng ta lúc giờ tánh Phật, gọi là tánh từ, tánh bi, tánh hỷ, tánh xả. Hồi nãy thì tánh hung hăng, hồi nãy thì tánh ham muốn, hồi nãy thì tánh tâm tối. Nhưng mà giờ này chúng ta đã diệt cái đó rồi. Có nghĩa rằng trời quang mây tạnh, trong một căn nhà tối chúng ta đã có được ngọn đèn bất diệt rồi. Cho nên Thầy bây giờ là đem về giác tánh. Và Thầy cho biết là chân như, cái chữ chân nói cho đủ là chân thật. Cái chữ như là thường tồn đồng đạo à. Cho nên chân như đây nghĩa là giữ tấm lòng bất động như như đó, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Sau khi Đức Thầy duyển lượng bát chánh đạo thì đến đây Đức Thầy đã xác định rất rõ đoạn giảng mà tôi vừa đọc trong phần chánh định. Hay hoặc Đức Thầy dạy rất rõ một đoạn khác: tự như nhiên ai phong thiên tứ, bốt thần linh mượn mực ngoài đệ. Mà Đức Thầy dạy cái nơi đồng đạo mượn mực tai đời mà thầy xác định rất rõ trong cái bài Năng Thời Cẩm Túc. Như vậy thì khi mà nói đến chân như thì chúng ta hiểu ngài đây là như như. Chân như và giác tánh hai mà một đồng đạo. Bởi vì văn phạm, vì từ ngữ thì đến đây có thể chúng ta hiểu là mình đã tìm được chủ nhân ông. Như Đức Thầy dạy là khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng. Mà Đức Thầy dạy một đoạn rất rõ, thì những yếu tố đó chúng ta thấy rõ điều Đức Thầy muốn nói về những cái điểm khác nhau: giác tánh chân như nè, chủ nhân ông nè, bổn lai diện một nè, hay hoặc là niết bàn diệu tâm. Thì đây là những từ ngữ để chỉ cho Phật tánh chúng ta. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là ráng tu đem được Phật vào trong tâm, thì đây mới thật sự là đem được Phật vào trong tâm. Và đồng thời khi đem về giác tánh chân như thì đến câu giảng sau cùng Thầy dạy chúng ta là kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Như vậy thì đem về giác tánh chân như là nhân, thì đương nhiên khi mà giác tánh chân như đã hiện trong nội tâm chúng ta thì lúc bây giờ kim thân sẽ thị hiện đồng đạo. Như vậy thì muốn đạt được kim thân không phải là chuyện đơn giản.
Mà hôm nay muốn đạt được kim thân thì hành giả phải có tam thân. Mà muốn được có tam thân thì hành giả phải có tứ trí. Mà muốn có được tứ trí thì hành giả bắt đầu biến bát thức trở thành tứ trí, mới có được tam thân, mới có được kim thân. Như vậy kim thân là gì? Chữ kim là vàng, kim thân là kim bằng vàng. Như Đức Thầy dạy là điên này vốn thiệt ở núi vàng, hoặc là kim sơn Phật ấy giáng sanh đành rành. Vì vậy cho nên kim thân là thân bằng vàng đồng đạo. Mà thân bằng vàng là ai? Thì đó là Phật rồi. Thân Đức Phật gọi là thân bằng vàng là kim thân. Khẩu Đức Phật gọi là kim khẩu. Mà lời Đức Phật gọi là kim ngôn. Vì vậy nên Đức Phật, mọi thứ gì của Đức Phật cũng đều là tốt đẹp. Cho nên người ta mới ví Đức Phật và kinh sách mới ví đó là vàng. Vì vậy cho nên kim thân thể hiện lúc bây giờ chúng ta được cái thân Phật rồi. Mà hôm nay em được thân Phật thì hành giả phải có báo thân, phải có pháp thân, phải có hóa thân. Như vậy Đức Thầy chúng ta là người đã có được kim thân. Dầu rằng Đức Thầy, thân Đức Thầy là nhục thể đúng không? Nhưng mà đồng đạo nhớ kỹ, Đức Thầy chúng ta thân Đức Thầy là thân mượn đó. Xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, buồn sớm làng cứ ghét điên khục. Hay hoặc Đức Thầy xác định rất rõ, ngài phân chỉ đáo nay trần thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút. Cho nên thân Đức Thầy là thân mượn đồng đạo. Chứ Đức Thầy chúng ta đã có kim thân rồi. Bởi vì Đức Thầy đã có tam thân. Mà Đức Thầy dạy rất rõ, mắt thấy đứa vô nghì phát giận, ngặt nổi mình còn bận pháp thân. Đức Thầy chúng ta có pháp thân đồng đạo. Rồi Đức Thầy chúng ta cũng có báo thân luôn. Báo thân là gì? Tức là có 32 tướng đẹp, có 80 vả đẹp, có 32 tướng hảo. Cho nên mà lúc ấy giờ mà tuổi trẻ mà cùng trang lứa với Thầy, mà nếu nói về sắc diện mà đẹp đó, thì xin thưa đồng đạo, chắc khó ai qua Đức Thầy chúng ta. Vì vậy nên đồng đạo biết rõ rằng cái sắc diện của con người, cái quay nghi, cái lời nói, cái tư thế con người chúng ta là hoàn toàn do công đức tạo thành đồng đạo. Quý vị muốn đẹp, quý vị ráng mà tu. Bởi vì chúng ta tu hành có công đức thì sau này cái công đức đó nó sẽ tạo thành cho chúng ta có một cái sắc diện, có một cái ngôn phong, có một cái lời nói thơm tho, nói nghe rất là dễ nghe, lời nói ngọt dịu. Cho nên thường thường mà những vị mà mình nói về luật nhân quả đó, mà nếu chúng ta sanh ra mà xấu với người khác, không bằng người khác là do mình không có công đức, kiếp trước không có tu. Vì vậy nên cái người mà công đức ít thì người đó đẹp ít, mà cái người công đức nhiều thì người đó đẹp nhiều, thành hoa hậu, thành người mẫu, thành những vĩ nhân. Mà cái người đó công đức vô lượng thì người đó được thành Phật, được 32 tướng hảo, được 80 vẻ đẹp. Cho nên đồng đạo thấy không, các cái nhà điêu khắc trên thế gian này họ dựa vào đây nè, họ dựa vào báu thân mà họ mới tạc tượng của Đức Phật. Cho nên tượng Đức Phật là không có tượng nào xấu cả, bởi vì phát minh từ ở chỗ là 32 vẻ đẹp, 80 tướng hảo. Cho nên nhìn trong hội trường này mà nếu người nào đẹp đó, người đó ráng mà tu, kiếp trước tu rồi đó, mà còn hướng cái gì đây nè, chắc cũng còn mê cái gì nè, mê giống như chị Kiều nói hồi nãy nè. Cho nên ở đây trở lại đây, giờ này mà ráng tu nữa là chỉ một kiếp này thôi là chúng ta đắc đạo đồng đạo. Còn đồng đạo hơi xấu một chút đó, thôi đừng có thẩm mỹ viện chi, thấy không? Mà giờ này chúng ta muốn làm đẹp cho mình thì chúng ta cần làm đẹp tâm hồn. Khi mà chúng ta làm đẹp tâm hồn chúng ta đẹp trước đi, thì tự nhiên cái tướng bên ngoài đó do tâm nó sanh. Bởi vì tướng tự tâm sanh đồng đạo, thì đương nhiên bên ngoài chúng ta rất là đẹp thôi. Mà nếu bên ngoài kiếp này không đẹp thì kiếp sau chúng ta cũng đẹp thôi. Không tin tôi làm thử đi đồng đạo, phải không? Thì đã là chúng ta hiểu một số khái niệm để mình bàn một chút, bởi vì chưa nắng quý vị cũng buồn ngủ rồi. Và cái tiếp theo nữa, cái thứ ba là hóa thân. Như vậy thì hóa thân còn gọi là thiên bất hóa thân, có nghĩa rằng đây là một cái thân mà Đức Phật có thể là biến hóa. Cho nên Đức Thầy chúng ta có thân này đồng đạo. Đồng đạo xem lại khi mà Đức Thầy đi diễn 49 điểm dạo Lục Châu, thì lúc bây giờ có người hỏi và hỏi mình, trong lúc Thầy đi dạo Lục Châu là Thầy ở tổ đình trước hay là khi hay là sau Đức Thầy khai đạo? Thì theo lời Đức Thầy dạy thì chúng tôi trả lời liền, Đức Thầy đi dạo Lục Châu là song hành với lúc mà Đức Thầy khai đạo. Bởi vì hiện trạng đã để lại 49 điểm mà Thầy viết trong quyển nhất, cho nên có thể chúng ta hiểu đây là Đức Thầy đi bằng hóa thân. Một thân Đức Thầy ở tổ đình, Đức Thầy vừa trị bệnh, Đức Thầy vừa thuyết pháp, Đức Thầy vừa viết sấm thi, và nó đúng hơn Đức Thầy vừa đi thị chúng. Bởi vì từ xưa đến bây giờ
Mà một cái vị vua mà muốn giỏi chăn dân đó, thì vị vua này phải đi thị chúng để coi cái tình hình của dân sự thế nào, không đồng đạo, để tìm cái phương để quá độ. Vì vậy nên Đức Thầy chúng ta vừa ở tổ đình mà quá thân Đức Thầy. Khi Đức Thầy giả người quê dốt nè, giả cái người bán mắm nè, giả cái người bán cao, giả ghế chưa chồng, giả ông cùi ông đuôi, giả cái người chào đò, khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt không trong thị thiền, để làm chi? Để xem coi dân tình như thế nào. Nhưng mà không ngờ dân tình xài xể giặt bầm ở đồng đồng. Lúc về Đức Thầy chúng ta chịu rất là khổ. Như Thầy giải đất rõ đó, đâu đây mà có hùm beo khéo bài bá láp nghe theo làm gì, chàng ngơ xài xể Đức Thầy nặng như vậy. Mà Đức Thầy đâu có buồn. Mà tôi vả vị giờ này mà ai xài xể câu này là mình buồn người ta dữ lắm á. Từ người ta luôn đó. Ông này nói chuyện bá láp không, Thầy nói câu này buồn lắm. Nhưng mà Thầy chúng ta không buồn, bởi vì tâm Đức Thầy chúng ta là phải nói đó, đã đạt ở chỗ một cái người đã có được tâm thân. Vì vậy cho nên đây là cái quá thân của Đức Thầy. Cho nên ở cái chỗ này mình bàn, phải bàn cái này một chút, để chúng ta có một đức tin Đức Thầy chúng ta có kim thân, có tam thân. Mà hôm nay muốn đạt cái này thì đồng đạo chúng ta học tập lại Đức Thầy. Trong khi Thầy dạy chúng ta rất rõ rồi, Phật tu cách nào đắc đạo rồi, dạy ta, ta cũng làm nó cách nấy. Cho nên đây cũng là một trong các cách mà đồng đạo chúng ta học tập. Tại sao Đức Thầy thường dạy rằng đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không có rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật. Cho nên Đức Phật, Đức Thầy chúng ta đã trung thành với Đức Phật, cho nên Đức Thầy đắc đạo. Còn giờ này mình muốn đắc đạo, mình phải trung thành với Đức Thầy, thì mình cũng đắc đạo như Đức Thầy đã từng trung thành với Đức Phật ở đồng đạo. Đây là một cái phương diện mà Đức Thầy làm mẫu để cho đồng đạo chúng ta noi theo. Và đồng thời phương pháp tu nào mà đạt được kim thân thì căn cứ theo duy thức luận của Đại Thừa. Thì hôm nay muốn đạt được kim thân, để có được tam thân, để đạt được kim thân, thì mỗi đồng đạo chúng ta bắt đầu từ bát thức. Hàng ngày Đức Thầy chỉ dạy chúng ta lục thức thôi. Lục thức ở đây có nghĩa là lục căn, ô nhiễm lục trần, sanh lục thức. Vì vậy cho nên muốn đạt được kim thân thì đồng đạo chúng ta mắt mình không ưa xem sắc đẹp, tai mình không ưa nghe tiếng hay, mũi mình không ưa ngửi hương thơm, lưỡi mình không ưa đồ ngon béo, thân mình không ưa sự sung sướng, ý mình không ưa chức phận cao. Chúng ta phải dẹp cái này trước. Đây là pháp tu căn bản. Còn bằng ngược lại, nhãn thấy sắc, thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai ưa nghe điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nưa nó chịu, trốn xạ hương lết lệ gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nưa nó mến, thân ham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sự sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Kính thưa đồng đạo, nếu như tôi bảo vị tu hành mà chúng ta vẫn còn cái tư tưởng đó, ham muốn đó, thì bao đời nào chúng ta có được tứ trí, bao đời nào chúng ta có được tam thân. Như vậy thì muốn đạt được tứ trí thì năm cái căn đầu tiên: mắt không ưa xem sắc đẹp, tai không ưa nghe tiếng hay, mũi không ưa ngửi hương thơm, lưỡi không ưa đồ ngon béo, thân không ưa sự sung sướng. Nếu đồng đạo cắt đứt được năm cái ưa này thì chúng ta có được gọi là thành sở tác trí. Như vậy thành sở tác trí là cái nơi làm việc căn bản để sau này chúng ta ngồi vào đó đồng đạo. Và đặc biệt ý, ý căn chúng ta mà không ưa chức phận cao, ý chúng ta không chạy theo trần cảnh bên ngoài, mà lúc bây giờ gọi là cư trần bất nhiễm lẫn tục đường mê, ý mình không còn tâm viên ý mã nữa, thì lúc giờ chúng ta sẽ đạt được là phải nói rõ là diệu quan sát trí. Lúc bây giờ mình rất là đẹp, rất là khéo, quan sát mọi sự kiện rất là khéo. Và đồng thời ngoài lục thức ra chúng ta còn có bát thức. Cái thức thứ bảy gọi là mạt na thức, đây còn gọi là truyền thống thức. Cái thức này nó làm cái nhiệm vụ là trung gian, nó lấy cái dữ liệu từ ý thức chúng ta, nó truyền qua thức thứ tám. Thức thứ tám gọi là A Lại Nha thức, còn gọi là tâm phương. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta khi sinh ra ở đời này có những cái mình không học, sinh ra chúng ta biết liền, nghe là hiểu liền. Dù rằng có những cái mình không học thì cái đó là những cái mà chúng ta đã lưu giữ lại trong A Lại Nha thức ở nhiều đời nhiều kiếp, cho nên khi sinh ra là tự nhiên cái đó nó phát sinh. Mà bản thân tôi cũng vậy, hàng ngày tôi đã cảm nhận điều này. Có những cái tôi chưa nghiên cứu đồng đạo, mà khi đứng đây trình bày đã, nhất là trong quá trình những năm mà trả lời câu hỏi đó, thì thật sự có những câu giảng thầy mình chưa nghiên cứu, nhưng mà khi đụng chuyện rồi thì vẫn trả lời được. Hình như nó có sẵn ở đâu nào á, cái nơi đồng đạo nó sẵn phát ra. Cho nên điều này thì mình đã cảm nhận được. Cho nên chúng ta là có tâm phương nha, có A Lại Gia thức,
Vì vậy nên cái thức thứ bảy này nó là trung gian, nó chuyển dữ liệu từ thức thứ sáu. Hàng ngày những sự tưởng nhớ chúng ta ở đây. Quý vị đừng nghĩ rằng chúng ta quên, không quên đồng đạo à. Tôi nói nôm na đồng đạo học giảng thầy đi, đồng đạo nói quên, không quên. Quên là quên ý thức. Nhưng mà khi đồng đạo thuộc một đoạn giảng rồi đó, thì cái mạc na thức này nó sẽ đem cái ý tưởng đó, nó đưa qua bên mà cái tâm phương lại vào thức. Cho nên chúng ta quên đúng không? Mà khi chúng ta đang nói chuyện đó, tự nhiên chúng ta nhớ câu giảng đó ở đâu ra, thì lại giải thức nó phát lại, nó chuyển ngược lại chúng ta nhớ. Hoặc giả là thiết kiếp sau, tôi nhớ hồi đó lúc tôi còn nhỏ đồng đạo, tôi thuộc đoạn giảng mà tôi không nhớ luôn. Tự nhiên cái hồi đó thì mình đâu có biết Phật giáo hảo đâu, có không gần những đồng đạo. Tôi là người ở miền trên về mà, về vậy lúc bây giờ tôi nhớ hai câu mà tôi nhớ hoài. Một là tức là Đức Thầy dạy trong cái bài mà sau này mình đã biết được đó, ơn cha nghĩa mẹ phải đền đó, một ngày hiệp mặt làm nền từ bi. Rồi hoặc là vô duyên chưa nói mà cười chứ đi mà là chưa đi mà chạy người vô duyên đó. Thì hai cái đoạn này mình thuộc hồi nhỏ, nhưng không biết là thuộc hồi lúc nào. Cho nên sau này khi học giảng thầy nhớ biết đây là câu giảng thầy, tức là mình đã biết ở kiếp trước rồi, nó đã có từ kiếp trước. Vì vậy nên hôm nay đồng đạo ráng học ráng tu những cái chúng ta quên, nhưng mà quên ý thức. Còn trong khi đó thì cái hàm tiền thức chúng ta, cái mạc đa thức chúng ta, cái truyền thống thức chúng ta, nó lấy dữ liệu nó đưa qua lại giải thức rồi, để sau này chúng ta có mà xài đồng đạo ạ. Vì vậy cho nên người tu thì cần phải biến thức thứ bảy nó trở thành bình đẳng tánh trí, tức là cái trí thứ ba. Và đặc biệt thì lúc bây giờ khi đạt cảnh giới này, do lục căn không nhiễm lục trần, do chúng ta tuyên trì niệm Phật, cho nên lúc bây giờ là cái từ cái ý thức chúng ta, lúc giờ mình cứ niệm Phật không à, lúc nào trong tâm ý mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên cái truyền thống thức đó, nó lấy cái dữ liệu, thì cái dữ liệu này là toàn là câu lục tự không à. Dữ liệu không có còn là thương yêu ghét muốn nữa, không có còn ganh ghét hờn thì thảm muôn bời nữa, mà dữ liệu này toàn Nam Mô A Di Đà Phật không à. Thì đương nhiên khi đưa qua bên kia thì tự nhiên bên kia nó phát sáng. Cho nên lúc bây giờ thì từ ở lại thức này nó sẽ thành cái đại viên cảnh trí, lúc bây giờ nó sáng trọn vẹn. Thì khi chúng ta có đắc được thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí, thì lúc bây giờ chúng ta mới có được tam thân. Và khi có tam thân thì mới có được kim thân. Cho nên đạo thấy không, khi mà hiểu đến đây chúng ta mới cảm nhận là Đức Thầy rất là siêu quý vị ạ. Đâu phải đang không Thầy dạy là kim thân thị hiện đâu. Muốn đạt được kim thân thị hiện thì đồng đạo phải diệt lục căn, đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thinh chứ có hậu gần hơn với vị sắc trần nên lắm. Chữ xuất pháp treo gương hiền thánh, tránh sáu đường cũng đặng về thân. Muốn diệt được kim thân, muốn có được kim thân thì đồng đạo đọc trước đó như là Đức Thầy dạy, đó là trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoàng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Cái đồng đạo cũng trong bài này mà Đức Thầy dạy ở trước đó, thì đó là một cái hệ thống để ngày hôm nay chúng ta hiểu rõ về cái từ kim thân. Cho nên tu cần phải hiểu, đồng đạo hiểu để làm theo. Thì khi mà có kim thân rồi thì đương nhiên dứt trừ tử sanh rồi. Lúc bây giờ chúng ta đâu còn sanh tử luân hồi nữa, dứt trừ tử sanh có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi. Còn giờ này tôi và quý vị là chúng ta chưa dứt trừ tử sanh. Cho nên Đức Thầy mới dạy, nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong vòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hỡi ơi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng đấy mà Thầy dạy đắc đỏ trong giác mê tâm kệ. Như vậy thì khi đến đây chúng ta hoàn toàn dứt trừ tử sanh. Vì vậy nó dứt trừ tử sanh là chúng ta đắc đạo. Mà đắc đạo đây phải đắc đạo bình thường, đây là chúng ta đắc được quả vị Phật tại thế gian này. Cho nên trở lại qua bốn câu giảng mà Thầy dạy chúng ta, phá ngũ quẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Thì chỉ ngắn gọn 28 từ trong 4 câu của 37 câu trong bài cho ông Cò Tào Hảo, mà khi đồng đạo chúng ta tìm hiểu thì đồng đạo thấy được cái chân giá trị của 4 câu giảng này. 4 câu giảng này, bài học đầu tiên chúng ta học được đó là chúng ta phải nhận định cái thân ngũ quẩn của mình. Mình phải hiểu ngũ quẩn là gì, cái gì là ngũ quẩn. Ở từ cái tướng bên ngoài đến nội tâm chúng ta, để chúng ta biết để chi, biết để chúng ta đừng tưởng, biết để chúng ta đừng thọ, biết chúng ta đừng hành, để cuối cùng chúng ta có một ý thức khác trong thức hiện tại. Bài học thứ hai, Thầy dạy cách phá ngũ quẩn. Cách phá phu của quẩn đây, Thầy dạy ta ba cách. Một
là chúng ta trừ tham sân si ở chỗ này. Hai là chúng ta từ tham sân si nhân ngã ở quyển tư. Ba là thầy dạy chúng ta là phải tảo trừ. Như vậy thì ba nhưng mà có ba nhưng mà một, một mà ba. Bởi vì khi đồng đạo trừ tham, trừ sân, trừ si thì lúc bây giờ chúng ta đã thực hiện cái pháp, cái phương pháp trỏ quét. Mà khi trong nội tâm chúng ta không tham, không sân, không si thì lúc bây giờ nhân ngã nó không còn. Sở dĩ tôi và vị chúng ta còn phân biệt nhân ngã là do đâu? Là do mình còn tham, mình còn sân, mình còn si, mình mới phân biệt nhân ngã. Mà nếu giờ này mình bất tham, bất sân, bất si thì nhân ngã không còn, đồng đạo à. Vì vậy cho nên bài học thứ hai này, mỗi đồng đạo chúng ta hiểu được đây là một phương pháp mà Đức Thầy muốn cho chúng ta vận dụng trong đời tu của mình, để chúng ta đẩy lùi tham sân si, gọi là tam độc chướng. Lúc nào mình cũng xem nó là rác rưởi. Cho nên hôm nay muốn trừ tổng hợp này thì chỉ có cách là niệm Phật. Niệm Phật trừ tham, niệm Phật trừ si, niệm Phật trừ sân. Thì đồng đạo chúng ta chuyên trì niệm Phật là chúng ta đi đúng hướng. Chúng ta vừa diệt được phá ngũ uẩn mà chúng ta cũng đang tảo trừ. Câu Nam Mô A Di Đà Phật là một cái chổi. Khi chúng ta niệm một câu niệm Phật là chúng ta đã quét cái niệm chúng sanh ra ngoài. Khi mình có niệm Phật, mình đã quét cái vọng niệm chúng sanh ra ngoài. Khi chúng ta có niệm Phật là mình đã quét ma tà ra ngoài. Đúng với câu Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ta. Mà nếu chúng ta không Di Đà lục tự ráng đi thì tà quỷ nó sáp sáp lại hoài, đồng đạo. Rác nó mọc lên hoài hả? Cho nên mình có niệm Phật mới quét sạch rác ra khỏi nội tâm của mình. Thì đây là một cái phương pháp rất hữu hiệu. Và bài học cuối cùng thì nhờ chúng ta thực hiện phương pháp này, đây gọi là đốn pháp. Trong quyền pháp, thiệt pháp và tiện pháp, phương pháp này gọi là đốn pháp, đồng đạo. Và khi chúng ta đốn pháp, mình đắc đạo tại thế gian này. Ngoài cái dược, cái việc mà tự tánh chúng ta có được kim thân, ngoài cái việc tự tánh chúng ta có được chân như, có được giác tánh, thì lúc bây giờ chúng ta có được kim thân. Cho nên ngoài cái việc niệm Phật ra muốn đạt được kim thân thì hành giả cần phải giữ giới, và chúng ta phải nghiêm nhặt với mình. Lúc bây giờ coi đòi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó giác diệu. Trị cái gì? Xin thưa đồng đạo, trị con mắt của mình, trị cái lỗ tai của mình, trị cái lỗ mũi của mình, trị cái lưỡi của mình, trị cái thân của mình, trị ý của mình. Chúng ta mà trị được 6 thằng này là chúng ta đắc đạo. Mà mến mà mình không trị được nó ham, nó muốn, mình chiều theo nó, thì lúc bây giờ nhất định chúng ta sẽ xa vào hầm hố. Như là Đức Thầy dạy đó là phải gìn dục vọng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Thì nếu chúng ta trị được cái này là chúng ta sẽ có được gọi là kim thân thị hiện. Lúc bây giờ những cái thân giả tạm, những cái điều ô nhiễm nó không còn, thì lúc bây giờ nó kim thân thị hiện. Thì khi kim thân thị hiện về phần lý, ở đây Đức Thầy dạy phần lý, chứ không phải tôi và vị mà có được cái thân Phật thiệt đâu, đồng đạo. Bởi vì cái thân này là nhục thân mà. Ngày xưa Đức Phật còn phải nhập Niết Bàn, Đức Thầy chúng ta ngày còn bỏ thân mà. Ví Thầy xác thể phải còn đau, hà huống chỉ còn tránh đằng nào. Thì khi đến đây chúng ta hiểu về lý đạo, thì lúc bây giờ đến đây coi như chúng ta đã hoàn mãn đề tu của mình, coi như chúng ta đắc đạo tại thế gian này, coi như chúng ta đã đạt được cái chỗ như lời Đức Thầy dạy, đó là thân thi còn tốt, tâm lìa cõi mê. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Thì cũng đã đúng 11:23 rồi, thì chúng tôi cũng lấn vài phút rồi, bởi vì lúc sau này nóng máy đồng đạo, dừng khó dừng. Tôi bữa nay bắt trước chị Phương Kiều, máy nóng lên rồi, khó dừng quá. Hay cho nên quý vị, tại chị Kiều đó, chỉ là chị thiếu trước mà tôi bắt trước chị thôi. Chứ nếu như mà dừng được là chắc đúng 11:20 ha. Thì nói cho vui thôi, cho thật sự ra tôi nhìn quý vị còn muốn nghe nữa. Tôi mà trình bày tới 12 giờ quý vị cũng nghe luôn 12 giờ. Nhưng như vậy thì không được đồng đạo, bởi chúng ta còn cầu nguyện nữa. Cho nên thì đến đây chúng tôi đã làm xong cái nhiệm vụ của mình trong cái phiên gặp gỡ ngày hôm nay. Và trong cái quá trình chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định. Thì cũng ngưỡng mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ phí thêm. Và cuối cùng thì ngày hôm nay, ngoài cái việc một lát nữa đồng đạo chúng ta thống nhất cầu nguyện, thì bên cạnh đó thì quý vị cũng cho phép tôi đem cái công đức của cái ngày thuyết giảng cho lý ngày hôm nay. Tôi tin tưởng rằng buổi thuyết giảng này chúng ta sẽ có rất nhiều công đức. Bởi vì ngoài cái việc chúng ta phổ pháp là Đức Thầy, thì với đồng đạo, quý ban trị sự mấy mươi ban, các đồng đạo xa gần trở về đây để hộ pháp, thì công đức này không nhỏ đồng đạo. Cho nên nếu như có được phần công đức thì chúng tôi cũng xin phép ban tổ chức chúng ta cùng nhau hưởng công đức này đến cho vong linh của người quá giảng, đó là đồng đạo Lê Văn Sơn
tên tục gọi là Lê Văn Bân và hưởng thọ là 71 tuổi. Thì nhờ công đức này giúp cho đồng đạo được sinh về cực lạc, được vãng sanh về cảnh giới lành. Và nếu như đã về cảnh giới lành rồi, bởi vì bản thân đồng đạo là trưởng ban trị sự đã có tu tập, cho nên giờ này theo tôi nghĩ đồng đạo đã được Đức Thầy rước về cảnh giới an lành rồi. Như vậy thì nếu về cảnh giới an lành rồi thì nhờ công đức này giúp cho đồng đạo được viên thành Phật đạo. Và đồng thời chúng tôi cũng cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện thế nào đó để mỗi đồng đạo chúng ta được sớm về cõi Phật, an thân, kẻo kiếp, phong trần, dày gió, vãng xương. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm, là giáo viên ban phổ truyền giáo lý Trung ương, đã đem sở học của mình chia sẻ cùng đồng đạo chúng ta một cách mạch lạc, dễ hiểu, dễ tu. Giờ mời quý vị cho một tràng pháo tay ủng hộ cho giáo lý viên chúng ta.